biến một cành dâu bình thường thành cây dâu dáng mẫu tử sau 16 tháng sẽ như thế nào? Từ một cành dâu bình thường mình đã dâm sau 2 tháng thì nó lên được như nào? Cưa và gạt phần gỗ thừa cho nó cao với cắt, sau nó sẽ kéo xẹo. Sau 10 tháng nuôi thả ngoài đất nên cây phát triển rất là tốt. Phần thân chính nuôi thả đủ to rồi, giờ mình sẽ đào lên và cho vào chậu nuôi tiếp. Sau 10 tháng từ cái cành nó đã thành cái phôi rồi. Tắm rửa sạch sẽ cho em nó xong. Mà nhìn cái rễ nó vàng như củ nhân sâm. Cái vết cắt mà mình đã dùng cưa và cạp cưa đi này, nó đã kéo rất đẹp rồi. Chỉ cần có thêm vài cái sẹo, cây nó nhìn quái và đẹp hơn. Ai nghĩ đây từng là cái cành xấu xí. Mình sẽ cưa cái cành nhỏ đi để làm cây tử. Thu gọn lại rễ như này thì sau nó ra rễ con sẽ đẹp hơn. Sau 13 tháng, giờ mình sẽ cắt tỉa và vào dây lần đầu. Sau 16 tháng, cành thì vẫn chưa đủ to nhưng cắt sửa qua và chỉnh lại cái ngọn. Trước cái ngọn nó bé nên mình không có dám bẻ xuống, vì cành rơi mà bẻ sớm quá thì nó sẽ không lớn hoặc sẽ bỏ cành. Cành to cỡ cành rơi thì mình dùng dây ba ly để vào. Phần ngọn thì mình có vào dây hơi bị ngược, ngại tháo ra nhưng mà thôi cũng không ảnh hưởng gì cả. Uốn cành rơi thì mình sẽ dựng ngọn lên như này. Như vậy thì rất nhanh lớn và không lo bỏ cành. Cành như này tầm hơn 1 tháng là mình tháo được dây rồi. Dựng ngọn cành rơi cao nhất, cây nó sẽ tập trung dinh dưỡng nuôi cành rơi này. Đủ to mình cắt giật ở vị trí này. Khi đó các nhánh xung quanh cành rơi nó sẽ ra mầm và mình lại uốn tiếp. Lâu nhất là nuôi cho cái cành nó tỉ lệ với cái thân. Còn làm dăm thì nó cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Combo mình đang dùng để làm cây đây. Chất lượng thì vừa quay video cho các bạn xem rồi đấy. Bộ trong video thì mình dùng hơn 1 năm rồi mà vẫn rất sắc. Combo này thì có cái cạp ở đắt nhất mình cũng cho vào. Có một cây cưa to, một cây cưa bé, kéo cắt cành, kéo thỉa dăm, cưa kích rễ, kéo liền sẹo, một cây đục à cuộn dây nhôm 2 ly, chọn bộ 9 món, 620k bao ship. Đặt thì bấm rổ hàng hoặc inbox mình nhá.